Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo Việt nước. Một lời thề vì dân chiến đấu không ngại ngùng, vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ gia Việt Nam lâm thời, tiếng nói cục dân vận. Trân trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Tổng thống và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiên, sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước. Đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam lạc hồng, tiếp tục sự nghiệp, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào, thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em đó của thực Việt Nam, chúng ta cho dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng như vậy này, đến mãi mãi hương hương về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tinh Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liên, mà đá cũng phải đá tự hào và hùng tăng. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng nước tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Chết oai linh, liều đường bất khuất, vàng danh
sâu dân thờ, voi hùng chết để gặp ngàn hồn thiêng xa bay, nhưng ra vẫn còn lòng tưởng kính hương một liệt sĩ. Tiếng nói cục dân vận xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và kính chào đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Chúng con là những thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước luôn phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Sông núi nước Nam vua Nam ở, tranh tranh đỉnh phận tại sách trời, cửa sao lũ giặc sáng xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tới bời. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, Trần Hoàng Sa hải quân Việt anh dũng hy sinh. Chiến trong xâm lăng, từ chiến giữ quê hương, người Việt Nam, dòng Việt Nam sáng danh quật cường. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, người thanh niên trước pháp trường hô lớn Việt Nam muôn năm. Một tiếng súng kêu vang, một tiếng nấc khô khan, dù chết vẫn hiên ngang quyết không đầu hàng. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, giặc ngoại bang biết bao lần xâm lấn Nam Quang. Toàn nước trong xâm lăng, toàn nước giữ gian san, còn Việt cộng mang ai Nam Quan bán cho cộng tàu. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, từ muôn phương quyết xuống đường tổ quốc lâm nguy. Đảng đã bán Nam Quan, nhà nước bán Tây Nguyên, người muốn cứu giang sang phải quét tan bạo quyền. Quyết tâm nổi,
Kim Huỳnh xin kính chào quý khán giả, quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Sau đây, chúng tôi xin trình lên quý vị bản hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Phần 3, mục 3.10.4, kinh tế, kinh doanh, giao thông, đê điều. Khoảng 3.10.4.1, kinh tế, kinh doanh, nhân viên công chức, công quyền trong nhiệm kỳ phải tuyệt đối tận tụy, tận tâm, tận lực với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để tạo một khối siêu đoàn kết cực mạnh từ trung ương đến địa phương để phục vụ toàn dân. Điều 3.10.4.1.1, tất cả quân cán chính trong hệ thống quốc hội, quân đội, công chức, công quyền trong thời gian tại nhiệm, tại ngũ hay còn nhiệm kỳ làm việc tuyệt đối không được thành lập công ty riêng, kinh doanh cho cá nhân, gia đình hay liên kết móc nối các công ty trong nước, quốc tế, các thương hội kinh doanh, bè phái bất hảo, thao túng độc quyền, bảo kê các lĩnh vực kinh doanh, thao túng thị trường dưới mọi hình thức để cạnh tranh với các tổ chức kinh doanh cá thể, tư nhân. Nếu sai phạm sẽ bị đình chỉ công vụ, bị xử theo luật định cao nhất của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Điều 3.10.4.1.2, công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa muốn hoạt động kinh doanh phải có giấy phép và chứng chỉ nghiệp vụ đúng chuyên môn các ngành nghề. Bác sĩ, kỹ sư, luật sư, chuyên gia, chuyên viên đều phải tốt nghiệp đại học. Riêng các công việc liên quan đến sức khỏe của dân chúng đều phải do Bộ Y tế và chính quyền địa phương nơi cư ngụ xác nhận. Tất cả việc giao dịch mua bán phải có chứng từ, hóa đơn, nghiêm cấm khai man thu nhập, lòn lách luật lệ, làm giấy phép đại diện cho cá nhân khác hay công ty hoặc tập đoàn kinh doanh để trốn thuế, hoạt động vi phạm sẽ bị truy tố theo luật pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa hiện hành. Điều 3.10.4.1.3, nghiêm cấm tuyệt đối các hình thức kinh doanh số điện toán, sổ số, đánh số đề, cờ bạc trá hình, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh bài trực tuyến, cá độ đá banh, vì sẽ dẫn đến những hệ lụy rất nguy hiểm cho dân chúng. Khoảng 3.10.4.2, giao thông, đê điều, năng lượng. Muốn cho dân giàu nước mạnh, phải biết tiến hành một cuộc cách mạng kinh tế, chỉnh đốn hành chánh, khéo léo ngoại giao và ổn định chính trị. Tuy nhiên, đất nước Việt Nam hiện như người bệnh nặng mới bình phục. Nếu cho thuốc quá liều sẽ gây nguy hiểm. Do đó, phải từng bước thực hiện các quy trình toàn diện nhưng linh động như canh tân phương thức sản xuất, tái bố trí khu vực kinh tế, quân bình cán cân mậu dịch, quan hệ giao thương khôn ngoan, cải biến phẩm chất sản phẩm quốc nội. Tất cả chi tiết hay cải cách sẽ được nêu lên trong những tập tài liệu của Việt Nam Quốc tế Thương hội. Trước mắt phải cố gắng thực hiện những phương cách tạm thời sau đây. Điều 3.10.4.2.1, nới rộng quốc lộ số 1, ít nhất 10 cây số phải có một trạm xăng và nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, có lối đi dành riêng cho nam nữ phân biệt, cứ 50 cây số có trạm xá nghỉ ngơi, có nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ và lối đi dành riêng cho nam nữ phân biệt. Thêm nhiều hương lộ nối liền quốc lộ số 1 đến tận bờ biển, cao nguyên và các thôn xóm xa xôi. Tu bổ đường sắt xuyên Việt Nam Bắc, thêm các xa lộ và tỉnh lộ đến các thành phố lớn. Thêm phương tiện xe chở khách, xe bus công cộng trong phố thị, gia tăng thêm phương tiện tàu thuyền công cộng và phà qua sông lớn cho an toàn, bảo vệ môi trường, hạn chế tắc nghẽn giao thông đường bộ và đường thủy, giúp cho việc di chuyển, vận tải, làm ăn buôn bán của dân chúng thêm dễ dàng, thuận lợi. Điều 3.10.4.2.2, vét thêm kinh đào, dẫn thủy nhập điền để thêm màu mỡ, tươi thắm đồng bằng sông Cửu Long, là huyết mạch của chúng ta và giúp việc di chuyển ghe thuyền dễ dàng.
củng cố đê điều miền Bắc để ngừa lũ lụt, trồng thêm cây rừng, tạo thêm công viên trong thành phố, ít nhất 5 cây số có một công viên và nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, có lối đi dành riêng cho nam nữ phân biệt, đặt hệ thống hải vệ dọc bờ biển để bảo vệ cá con, chiêu giữ cá lớn gần bờ, giúp ngư phủ Việt Nam dù thiếu phương tiện vẫn có thể cạnh tranh được với tàu đánh cá nước ngoài, lại tránh nguy hiểm lưới cá ngoài khơi xa. Điều 3.10.4.2.3, sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, solar hay dẫn điện đến nông thôn, chính phủ sẽ tài trợ nếu người dân muốn lắp đặt hệ thống solar. Những nơi tập trung đông dân cư phải có đèn đường, cứ 20m hoặc 30m một cột đèn. Dân chúng được cung cấp nước uống sạch, có khử trùng và internet đến tận nông thôn. Chính phủ sẽ giúp cho mỗi nhà phải có một radio hay truyền hình, một cầu tiêu và một điện thoại. Khoảng 3.10.4.3, bảo vệ môi trường và sinh thái. Trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay trên toàn cầu, những thiên tai và thảm họa về môi trường xảy ra rộng khắp, làm ô nhiễm môi trường sinh sống của muôn loài, trong đó có không khí, đất đai, nguồn nước, thực phẩm, vân vân, mà tác nhân một phần do hoàn cảnh địa lý, nhiệt độ địa cầu gia tăng, cộng thêm sự phá hoại vì vô ý thức hoặc do cố tình chủ mưu của ác nhân, các nhà đầu tư hay công ty nước ngoài trục lợi như trường hợp Việt Nam chúng ta. Trung Cộng đã chủ mưu đầu độc môi trường sinh sống của người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, mà ảnh hưởng và thiệt hại rất trầm trọng, tạo nên cảnh lầm than, chết chóc, đau thương cho biết bao dân Việt và cả tỷ động vật, ngư sản bị tàn phá, thiệt hại về vật chất và tinh thần đến hàng trăm năm, có nguy cơ diệt chủng cả một dân tộc. Như vụ Formosa, Bauxite, Tây Nguyên là những bằng chứng, do đó chính phủ không thể nhân nhượng, sẽ kiên quyết trừng phạt nặng những ai hay tập thể nào đã trực tiếp hay có liên hệ đến âm mưu gây ra thảm họa môi trường sinh sống của dân Việt bằng bộ luật hình sự riêng biệt do Quốc hội lập pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa soạn thảo chi tiết. Trong thời gian chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nhiệm kỳ đầu tiên do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, Quốc hội khóa 1 sẽ y cứ vào công pháp quốc tế tạm đưa ra luật hình sự về tội diệt chủng, chống nhân loại để thi hành xét xử những cá nhân hay tập thể nào có liên can đến các vụ việc phá hoại môi trường, ảnh hưởng đến đất đai, rừng núi, sông biển, cây cối, ngư trường, tôm cá, thủy sản, cầm thú, chim muông, gây tổn hại đến nông lâm ngư nghiệp và đời sống của người dân Việt Nam. Khoảng 3.10.4.4, bảo vệ dân trước các làn sóng vô tuyến. Mọi tần sóng trên không gian của một quốc gia có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và được tuyệt đối chú ý. Những hệ thống network, mobile, microwave, satellite network về viễn thông phải được quản lý trên quy mô lớn vì những tác động từ electromagnetic fields, điện sóng từ, có ảnh hưởng rất tai hại đến sức khỏe của con người. Những trụ phát sóng vi ba vô tuyến, cột antennas của hệ thống viễn thông, viễn liên, điện thoại di động không bao giờ được đặt gần nơi cư ngụ của người dân, mà thường là chỉ đặt ở những khu kỹ nghệ hay núi rừng, đồng trống, nơi mà thời gian người ở gần không bao giờ quá 12 giờ trong ngày và phải được nghiên cứu đo lường độ vi ba với những rào chắn sóng chung quanh nơi có những trụ phát sóng. 13.10.5, văn hóa, giáo dục, an sinh, đầu tư, truyền thông. Khoảng 3.10.5.1, văn hóa, giáo dục, thế hệ cha anh đã hy sinh chịu đựng quá nhiều gian khổ, các thế hệ tương lai của đất nước phải được thăng tiến và hạnh phúc. Những con em Việt Nam trong tương lai phải đạt được tiêu chuẩn một thân thể cường tráng, cao trên 6 feet, khoảng 1m8, nặng trên 180 pounds, khoảng 80 kg, trong một khối óc minh mẫn, có kiến thức dồi dào, lòng đạo đức chân chính, có lễ nghĩa trung tín và tình yêu dân tộc thiết tha.
Đây là niềm ước vọng của Tổng thống Đào Minh Quân và là mục tiêu phải đạt được của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa và toàn dân Việt Nam. Điều 3.10.5.1.1 Giáo dục là khởi điểm và chung kết của chính trị, nhưng do đồng bào miền Bắc sống dưới chế độ Cộng sản gần một thế kỷ và miền Nam phải chung đụng với Cộng sản hơn 45 năm, ít nhiều cũng bị nhồi sọ bởi tà thuyết Cộng sản tàn độc, vô thần và không có lương tâm. Vì vậy, dân chúng bị tha hóa và có thể bị biến chất. Do đó, con người càng ngày sống xa cách nhau, ích kỷ, thù hận, mất đi phần nào nhân tính, chỉ lo hưởng thụ vì lợi ích cá nhân mà chà đạp lên các giá trị nhân bản và truyền thống nhân đạo, dũng cảm của tiền nhân. Tuy nhiên, nước ta là địa linh nhân kiệt. Người Việt Nam không hề thua kém bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới. Do đó, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa rất chú trọng việc canh tân đất nước, khôi phục giá trị văn hóa truyền thống, cải đổi nhận thức của các thế hệ con em, lấy nền tảng đạo lý, truyền thống dân tộc làm căn bản rèn luyện hiền tài, phục hưng nòi giống. Điều 3.10.5.1.2 Các di tích văn hóa, lịch sử, khoa học, nghệ thuật phải được bảo trì, chùa chiền, lăng tẩm, nhà thờ phải được trùng tu. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, ca diễn, múa hát dân tộc phải được giúp đỡ, quảng bá và quảng cáo. Đặc biệt bảo toàn các di tích thuyền nhân, bộ nhân tại các quốc gia láng giềng và di tích bộ đội Việt Nam bị Tàu Cộng xâm lược sát hại trong âm mưu chiếm đất và thống trị Việt Nam. Chương 3.11 Tài trợ giáo dục. Mục 3.11.1 Giúp đỡ mầm non, học sinh, sinh viên. Khoảng 3.11.1.1 Tổng thống Đào Minh Quân rất đặc biệt thương yêu và chú tâm giúp đỡ các thế hệ con em, thanh niên, sinh viên, học sinh vì họ là rường cột của nước nhà, là tương lai của quốc gia, phải được ân cần chăm sóc, đào tạo cho nên người hữu dụng, có tấm lòng nhân hậu, trí tuệ minh mẫn và thân thể cường tráng. Điều 3.11.1.1.1 Thanh niên nam nữ là rường cột tương lai của nước nhà, công việc chăm lo, nuôi dưỡng, huấn luyện và đào tạo học sinh, sinh viên Việt Nam phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, phụ huynh, gia đình và giáo chức để giúp đỡ con em chúng ta nên người tài đức, có tấm lòng nhân ái, trí tuệ minh mẫn và thể lực hoàn bị. Nếu du học nước ngoài được bổ túc chương trình giáo dục bồi dưỡng truyền thống văn hóa và đạo đức dân tộc. Điều 3.11.1.1.2 Những em vắng mặt trong một buổi học thì nhà trường phải cấp tốc liên lạc với phụ huynh, gia đình để tìm hiểu nguyên do vắng mặt vì trường hợp đặc biệt bị bệnh hay trốn học. Nếu là trốn học, phải tìm ra nguyên nhân và có cách giúp đỡ kịp thời. Nhà trường phải có trách nhiệm thường xuyên liên lạc, thông báo ngay tức khắc cho phụ huynh, gia đình biết những vi phạm kỷ luật của học sinh. Điều 3.11.1.1.3 Nạn mù chữ phải bị tiêu diệt. Mọi công dân trên 18 tuổi đều được khuyến khích và giúp đỡ để hoàn tất trình độ trung học phổ thông hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp được nhà trường công nhận là học sinh xuất sắc nhưng không đủ tài chánh để tiếp tục học hành bậc đại học sẽ được chính phủ chiếu cố nâng đỡ. Điều 3.11.1.1.4 Các học sinh xuất sắc đã học xong trung học, muốn tiếp tục học lên đại học mà Bộ An sinh xã hội và chính quyền địa phương chứng nhận gia cảnh khó khăn, thu nhập dưới mức ấn định sẽ được tiếp tục trợ cấp đến 25 tuổi. Đối với những học sinh thi đậu trung học, tú tài, có số điểm tối ưu sẽ được chính phủ trợ cấp học bổng toàn phần để học xong chương trình đại học 4 năm. Sau khi ra trường 4 năm với số điểm tối ưu sẽ được chính phủ tiếp tục cấp học bổng toàn phần để theo học chương trình cao học và tiến sĩ. Điều 3.11.1.1.5 Những gia đình đông con có trên 4 người con được Bộ An sinh xã hội và chính quyền địa phương xác nhận có thu nhập thấp sẽ được cứu xét nhận thêm phần trợ cấp 1 năm 2 lần cho mỗi người con về khoản tiền quần áo, giày dép và sách vở. Khoảng 3.11.1.2
tài trợ giới hạn điều 3.11.1.2.1. Học sinh không đạt được điểm tối ưu nhưng đủ điểm đậu muốn học tiếp đại học cũng được chính phủ xem xét giúp đỡ, tạo điều kiện bằng cách cho phụ huynh, gia đình các em được mượn tiền không tính lãi để các em cũng có cơ hội tiếp tục học vấn bậc đại học. Điều 3.11.1.2.2. Khi lên đại học, nếu phải bỏ dở việc học vì lý do sức khỏe, các khoản nợ học vấn sẽ được cứu xét giảm nợ hay gia hạn thời gian hoàn trả. Điều 3.11.1.2.3. Sinh viên sau khi học xong chương trình đại học 4 năm, lúc ra trường không đạt được điểm tối ưu nhưng đủ điểm đậu và nhà trường xác nhận có hạnh kiểm tốt, muốn học lên cao học hay chương trình tiến sĩ, doctor degree, được Bộ An sinh xã hội và chính quyền địa phương chứng nhận gia cảnh khó khăn, thu nhập thấp, sẽ được chính phủ cho mượn tiền không tính lãi. Sau khi ra trường, có công ăn việc làm, phải hoàn trả cho chính phủ hàng tháng tùy theo mức độ thu nhập hoặc trả một lần. Điều 3.11.1.2.4. Tất cả những trợ cấp hàng năm đều được kiểm tra lại dựa trên hạnh kiểm, trình độ học vấn phải trên trung bình. Trong chương trình tài trợ giới hạn thì mức thu nhập của gia đình phải còn tiêu chuẩn thấp mới được trợ cấp liên tục, mới được trợ cấp tiếp tục. Khoảng 3.11.1.3. Tinh thần và khung cảnh học đường. Điều 3.11.1.3.1. Học đường là nơi đào tạo nhân tài cho quốc gia, phải luôn duy trì tinh thần hiếu học, biết tôn sư trọng đạo của truyền thống Việt Nam. Khung cảnh phải tươi mát, nơi chốn phải an toàn, khang trang và sạch sẽ. Các giáo viên từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học đều phải được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc, phải có đạo đức, tác phong, nhân cách xứng đáng. Các thầy cô và giáo sư phải rèn luyện tâm tính thật nhã nhặn, xứng đáng là những người trí thức. Khi đứng lớp giảng dạy cho học sinh, sinh viên các cấp, phải đặt mình như cha mẹ, đem tình yêu thương, dạy dỗ, giáo dục con em, phải cố gắng trao dồi trí tuệ, đạo đức, tận tình giúp đỡ cho các học sinh, sinh viên nhận thấy điều hay, lẽ phải, nhận thức rõ ràng những sai phạm và nhìn thấu sự dối trá, gian xảo. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đối xử phân biệt, dâm ô, mua bán bằng cấp, ấu đả, bạo hành trong học đường. Điều 3.11.1.3.2. Thầy cô, giáo sư, giáo viên trong ngành giáo dục phải tận tâm dạy dỗ, giáo dục học sinh bằng tâm huyết trong giáo dục học đường. Tuyệt đối nghiêm cấm giáo chức không được dạy học thêm ngoài giờ, có thể dạy kèm thêm cho học trò của mình nhưng là thiện nguyện và hoàn toàn miễn phí. Điều 3.11.1.3.3. Chương trình giáo dục nên soạn thảo dựa theo các sách giáo khoa trước năm 1975 nhằm ôn lại căn bản văn hóa, giáo dục, lịch sử của dân tộc Việt Nam, đào tạo lòng yêu nước, thương người cho mầm non tương lai là rường cột của quốc gia sau này. Sách giáo khoa sau năm 1975 đã bị Cộng sản lũng đoạn, có tính cách tuyên truyền, hướng dẫn sai lệch lịch sử, không đúng sự thật, nên phải hủy bỏ, tuyệt đối cấm sao chép, sử dụng. Điều 3.11.1.3.4. Học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 được học bán trú một buổi, tùy theo lớp buổi sáng hay buổi chiều, để các cháu học hành. Còn một buổi, các cháu sẽ học bài, làm bài và được vui chơi sinh hoạt, có sự kiểm soát của thầy cô, giúp cha mẹ an tâm làm việc. Khoảng 3.11.1.4. Chương trình giáo dục đào tạo. Điều 3.11.1.4.1. Chương trình giáo dục đào tạo cần giảng dạy chương trình trang sử mới. Các học sinh, sinh viên từ mẫu giáo đến đại học phải học lịch sử của dân tộc Việt Nam và tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam cần được giảng giải lưu truyền. Văn chương truyền khẩu Việt Nam như ca dao, tục ngữ, thành ngữ và các tác phẩm văn học, thi ca, thơ phú liên quan đến giai đoạn lịch sử hình thành nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa
cũng được giảng dạy để các thế hệ mai sau phải luôn ghi nhớ công ơn cha ông qua hơn 4.000 năm văn hiến, luôn phấn đấu duy trì nòi giống Lạc Hồng bất khuất, anh dũng, can trường, mãi mãi trường tồn. Điều 3.11.1.4.2, riêng các trường dạy ngành nghề phải lấy lương tâm làm căn bản, tay nghề phải thuần thục mới được cấp bằng tốt nghiệp, tránh tình trạng đã ra trường còn thực tập. Ngành nghề nào cũng phải học đạo đức là nền tảng để cùng chung tâm huyết xây dựng lại nước nhà tươi đẹp, bền vững. Điều 3.11.1.4.3, các giáo viên, giáo sư Việt Nam tại nội địa hay du học, kể cả người ngoại quốc, khi được bổ nhiệm về Việt Nam giảng dạy thì cũng phải được huấn luyện đặc biệt cách hòa nhập văn hóa, đạo đức, lễ độ của dân tộc Việt Nam. Điều 3.11.1.4.4, ngành giáo dục được Tổng thống và Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng hòa rất tôn trọng, đề cao. Quốc hội lập pháp có nhiệm vụ lập riêng bộ luật hình sự để xử phạt nghiêm minh những trường hợp cậy thế, cậy quyền, mua bán bằng cấp, dâm ô, xâm phạm tình dục, phân biệt giai cấp và nghiêm cấm học sinh bạo hành lẫn nhau. Nếu vi phạm, phải có biện pháp thích đáng. Chương 3.12, chương trình y tế và an dưỡng. Mục 3.12.1, trợ giúp y tế. Khoảng 3.12.1.1, các chương trình y tế hoàn toàn miễn phí. Ngành y tế, bác sĩ, y tá, điều dưỡng đều phải nằm lòng phương châm do Tổng thống Đào Minh Quân đề ra là coi dân như con, đối xử với dân như cha mẹ, hầu có được lòng khiêm tốn, nhỏ nhẹ, ân cần với bệnh nhân, luôn tận tâm chăm sóc, chữa trị người bệnh bằng lương tâm và trái tim nhân ái cứu người. Thai nhi phải được bảo vệ và nuôi dưỡng lành mạnh. Điều 3.12.1.1.1, sản phụ phải được chăm sóc đầy đủ, hoàn toàn nghỉ ngơi trước và sau khi sinh. Hoàn cảnh đơn chiếc hay túng thiếu sẽ được hưởng chương trình trợ cấp hộ sản. Những người có bệnh nan y hay tật nguyền bẩm sinh phải được chăm sóc đặc biệt. Nếu có nguyện vọng riêng, hợp tình, hợp lý, chính phủ sẽ cố gắng giúp đỡ, hoàn thành các trường hợp cấy, cấu tạo, thai nhi theo khoa học không được chấp thuận. Tuy nhiên, những gia đình không có con có thể xin đặc ân để được cứu xét tùy theo từng trường hợp. Các trường hợp thụ thai ngoài ý muốn phải được thăm nom, an ủi và cảm thông. Nếu muốn sinh đẻ, cũng được giúp đỡ chăm lo tận tình, nhất là mặt tâm lý. Điều 3.12.1.1.2, như chỉ đạo của Tổng thống Đào Minh Quân đã đề ra, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, là một chính phủ được thành lập để phục vụ cho dân, chứ không phải để cai trị dân. Xét vì sau khi Cộng sản Việt Nam chiếm trọn Việt Nam đã cai trị bằng đường lối bạo hành, coi dân là kẻ thù tiềm ẩn, dùng công an sắc máu để khủng bố, sát hại, cướp bóc tài sản của dân chúng. Do đó, đại đa số người dân, nhất là những người đã làm việc trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, bị đối xử phân biệt, bị đàn áp, bị Cộng sản cướp trắng tay, phải sống lây lất bên vệ đường, thậm chí phải chui vào nghĩa địa kiếm chỗ dung thân. Con cái của họ không có mái nhà, phải bươi những đống rác để tìm thức ăn, áo quần không có, ăn uống không đủ, làm gì được học hành tới nơi tới chốn. Những người dân vô tội, đáng thương, không tiền của, không có mái nhà che thân này, đương nhiên được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa bảo bọc, đền bù. Họ sẽ được ưu tiên cứu xét trở thành công dân Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, không cần phải qua khảo hạch, thi cử thông thường, và để trả lại công bình cho những người bị mất nhà sau 30 tháng 4 1975, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa sẽ giúp đỡ bằng cách dùng một phần tài sản phi pháp của những tên gian tham đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đã bị chính phủ tịch thu để cấp phát cho họ một mái gia đình êm ấm, con cháu được tươm tất, đàng hoàng cấp sách đến trường như những trẻ em khác. Mục 3.12.2,
trợ giúp người cao niên và thương phế binh khoảng 3.12.2.1. Những cụ già trên 70 tuổi không có thân nhân chăm sóc sẽ được hưởng chương trình chăm sóc người cao niên trong trường hợp đã tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa liên tục hơn 3 năm, được hưởng thêm chương trình trợ cấp an lão cho đến khi qua đời. Nếu sức khỏe còn tốt, muốn phục vụ tổ quốc sẽ được cứu xét. Khoảng 3.12.2.2, các thương phế binh bất luận thuộc thành phần Bắc hay Nam, Cộng sản hay quốc gia, nếu đơn chiếc không có thân nhân chăm sóc hay không đủ khả năng tự chăm sóc, đều được chính phủ cho hưởng trợ cấp an sinh. Sau khi phục hồi, nếu ước muốn làm việc, sẽ được ưu tiên tham gia các chương trình huấn nghệ bổ túc. Với sự nâng đỡ hợp tác của các cơ quan thiện nguyện nội địa hay ngoại quốc. Điều 3.12.2.2.1. Tuy nhiên, đối với bất cứ thành phần cán binh, bộ đội, đảng viên Cộng sản Việt Nam, kể cả dân sự đã mạ lị chống phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, hoặc đã hống hách tiếp tay chế độ Cộng sản phản quốc, bán nước, sang đoạt tài nguyên quốc gia hay cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ, mua bán ma túy, thâm lạm công quỹ, chiếm cứ đất đai, phạm tội ác với đồng bào thì không được chính phủ chăm sóc, giúp đỡ khi già yếu, bệnh hoạn, mà trái lại còn có thể bị truy tố hình sự. Điều này sẽ được quy định chi tiết trong bộ luật hình sự. Điều 3.12.2.2.2. Những nhà ái quốc, những chiến sĩ của dân tộc, của các tôn giáo từng bị tra tấn, đánh đập, tù đày, sức khỏe tất nhiên suy giảm, dù có tiếp tục phục vụ hay không, đều được chính phủ ghi ơn và hưởng tiêu chuẩn đãi ngộ. Mục 3.12.3, trợ cấp xã hội, sản phụ và trẻ em, nhi đồng. Đất nước bị hòa chiến tranh dai dẳng, muốn trở nên phú cường, toàn dân phải nhiệt tình cùng nhau đóng góp công sức, nhưng không vì thế mà bạc đãi những người thiếu khả năng, không có khả năng, giảm khả năng làm việc hay đến tuổi về hưu. Họ phải được bảo đảm trong những chuỗi ngày còn lại, được hưởng sự an tâm, thoải mái. Chế độ an sinh phải tế nhị, công bằng và nhân đạo. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, kỳ vọng những chính phủ chuyển tiếp hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng chế độ an sinh cho dân chúng. Không nhất thiết phải theo cách của Âu Mỹ, nhưng cần hợp với dân tình, hoàn cảnh nước ta trong một câu đơn giản là của cho không bằng cách cho vậy. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa rất mong ước hoàn thành và xây dựng cho mỗi gia đình một mái ấm. Dù ở thành thị hay thôn quê, điện và điện thoại phải được đưa đến tận nhà, nước uống và cầu tiêu phải hợp vệ sinh. Nhà tù phải dần được thay thế bằng trường học, chùa chiền, nhà thờ hay công viên. Các trường hợp thụ thai ngoài ý muốn, muốn nuôi dưỡng hay phá thai đều được chính phủ cẩn thận xem xét, giúp đỡ từng trường hợp một cách tận tình, nhân ái. Những trẻ mồ côi không ai thừa nhận hay lỡ sinh ra mà không muốn nuôi dưỡng sẽ được chính phủ bảo bọc, nhận làm dưỡng tử quốc gia để chăm sóc. Các con em khuyết tật vì bẩm sinh bị đuôi mù, câm điếc, tứ chi không đầy đủ vì tai nạn hay dị tật đều được chính phủ bảo bọc trong tình yêu thương. Khoảng 3.12.3.1, để bảo vệ người mẹ và nuôi dưỡng tốt cho con cháu đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ sẽ thành lập trung tâm bà mẹ và trẻ sơ sinh Early Childhood Center. Nơi đây lúc nào cũng có ít nhất là một cô y tá chuyên về chăm sóc, hướng dẫn mẹ và em bé, cân, đo, khám xét, v.v. mỗi tuần hoặc vài tuần theo tình trạng em bé từ 0 đến 2 tuổi. Đặc biệt giúp đỡ hơn cho người mẹ và trẻ em từ 0 đến 12 tháng, tổ chức những buổi họp mặt để những bà mẹ làm bạn và giúp đỡ nhau. Những người mẹ trẻ từ không biết gì sẽ trở thành những người mẹ hiểu rõ về mọi việc trong những ngày đầu làm mẹ. Cho nên dù không có người mẹ hay thành viên trong gia đình hướng dẫn, người mẹ mới này sẽ có đủ hướng dẫn thông tin và tự tin về mọi phương diện.
để tự chăm sóc cho bản thân mình và con mình chu đáo. Điều 3.12.3.1.1, chính phủ cũng sẽ thành lập trung tâm tập cho trẻ sơ sinh ngủ, Early Childhood Sleeping Center, giống như một căn nhà lớn bình thường để tạo khung cảnh gia đình với có nhiều phòng ngủ và có một vài y tá, chuyên viên túc trực để chỉ cách thức cho em bé ngủ, dạy cách thức giữ cho em bé có một lịch trình, routine, và người mẹ còn được huấn luyện học về tâm lý gút mắt của trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi, biết chọn những loại sữa tốt, thích hợp và sẵn sàng giúp kiểm tra những vấn đề của em bé như ngủ không yên giấc, khóc liên tục, v.v. giúp làm cho em bé ngủ yên và chỉ cho người mẹ về tâm lý, phương cách để khống chế nội tâm, không bị mắc phải những chứng bệnh trầm cảm, lo lắng sau khi sinh. 13.12.4 Thông tin truyền thông. Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ xây dựng một trang mạng, website, công nghệ thông minh của quốc gia để giáo dục, cập nhật hóa tin tức các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học với thông tin minh bạch, giúp cho mọi công dân trong nước hiểu rõ chính sách quản lý, quản trị, cơ chế điều hành, cũng tạo cơ hội cho người Việt tại hải ngoại đóng góp trí lực, tài lực, vật lực và mời gọi các tập đoàn kinh tế đa quốc gia đến Việt Nam đầu tư. 13.12.5 Giao thông, an ninh trật tự, phố thị. Thủ đô, thành thị, thị tứ, thị trấn, đường lộ, khu phố phải luôn sạch sẽ, mỹ quan, đẹp, thoáng mát, phải buôn bán kinh doanh đúng vị trí, nghiêm cấm tụ tập, lấn chiếm đường lộ, xa lộ, cầu đường để buôn bán nhỏ lẻ, làm tắc nghẽn giao thông, tạo nguy hiểm cho khách bộ hành và trở ngại giao thông. 13.12.6 Chính trị, quốc phòng. Miền Nam Việt Nam thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa được Hoa Kỳ hỗ trợ về kinh tế, tài chính để phát triển và được viện trợ vũ khí để bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống và tiêu diệt Cộng sản. Nhưng sau khi Hiệp định Paris 1973 ký kết, Hoa Kỳ cắt viện trợ, rút quân về nước, chính quyền đệ nhị bị giảm sức mạnh quân sự, chi phí an ninh, quốc phòng thiếu hụt, nên tập đoàn Cộng sản thừa cơ hội tấn công, tàn sát, chiếm đoạt miền Nam. Từ đó, biên giới Lạng Sơn từ từ bỏ ngỏ để Tàu Cộng tha hồ tràn vào nước ta. Khoảng 3.12.6.1 Để bảo vệ Tổ quốc, chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cần kiểm soát biên giới thật chặt chẽ, nếu cần phải đóng lại biên giới phía Bắc. Trong khi bàn giao, chính quyền phải cố gắng tạo ra nhiều phương thức ngoại giao, hợp tác với nhiều quốc gia có tiềm lực kinh tế và quân sự để có thể tự lực cánh sinh, sản xuất quân trang, quân dụng, vũ khí, đạn dược, sẽ tăng cường hiện đại hóa quốc phòng, mua thêm vũ khí tối tân, hiện đại, chuyên dùng cho bộ binh, không quân, hải quân. Nếu có xảy ra chiến tranh, sẽ luôn ở thế chủ động, bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, không bị thụ động, lệ thuộc vào đồng minh, không cho một quốc gia nào chi phối, hiếp đáp nước ta. Điều 3.12.6.1.1 Tuyệt đối cấm tất cả những vị tu hành, quân nhân và nhân viên công quyền đang tại chức hay đã giải ngũ, kể cả các đại biểu, nghị sĩ còn trong nhiệm kỳ hay đã hết nhiệm kỳ, không được chia phe phái, lập nhóm, làm gián điệp, tình báo, tiết lộ thông tin mật, trao đổi, bán tài liệu tin tức cho phe địch hoặc các đảng phái đối lập hay tổ chức chính trị ngầm trong nước và quốc tế. Nếu vi phạm sẽ bị xử theo luật định. 13.12.7 Đầu tư, kinh doanh. Chính phủ luôn nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ về pháp lý, luật kinh doanh, đầu tư, thế khóa cho các cá nhân kinh doanh hay công ty, tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, những công ty, tập đoàn, kinh doanh ở Việt Nam phải đào tạo nhân lực, cung ứng việc làm cho người Việt với hợp đồng, quy chế làm việc rõ ràng, hợp lý, tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền nghỉ bệnh, nghỉ phép, bảo hiểm, phải công bố cho công nhân, thợ thuyền minh bạch. Tất cả tai nạn hay thiệt hại trong khi làm việc
tại các hãng xưởng phải được đền bù thỏa đáng. Những thiết bị máy móc, công nghệ của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, hãng xưởng phải tiên tiến, hiện đại theo tiêu chí, tiêu chuẩn hiện đại của Việt Nam và quốc tế. Khoảng 3.12.7.1. Những kế hoạch, chương trình này được đề ra, nhưng thành tựu hay không là do ý chí và lòng quyết tâm của chúng ta, nhưng chắc chắn đây là niềm ao ước chân thành và sự cố gắng cải thiện, hướng thượng của chính phủ. Nếu mỗi người dân cùng góp một cánh tay, một con tim, một khối óc, thì chúng ta sẽ từng bước hoàn tất, khôi phục được Sơn Hà, đi lên phú cường, hạnh phúc, vinh quang. Muốn được vậy, người lãnh đạo phải thực sự có tài kinh bang tế thế và quan trọng hơn hết là tấm lòng, đạo đức hy sinh, biết thương dân, yêu nước. Câu trả lời sẽ do gần 100 triệu đồng bào Việt Nam quyết định. Tương lai của đất nước phải do chính chúng ta quyết định. Đừng chờ đợi và cũng đừng trông đợi ở ngoại nhân. Nếu có sự hợp tác với nước ngoài, chắc chắn phải dựa trên nguyên tắc hai bên đều có lợi nhuận. Vì vậy, tư cách pháp nhân, dù là chủ hay thợ thuyền, đều phải được tôn trọng và bình đẳng trước pháp luật. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Trân trọng kính chào. Bài thơ ước mơ. Một bước Sơn Hà, một bước sâu, một trái tim đau vàng nẻo sâu, hiến dâng tim ốc cho quê mẹ, sẽ trổ ngàn quả thâm ngàn sao. Nam Quán 1989. Kính thưa quý đồng hương trong và ngoài nước, hôm nay chúng tôi xin cống hiến quý vị bài tiểu luận về bài học xương máu của dân tộc Việt Nam sau hơn 3/4 thế kỷ dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả mọi người trong chúng ta đều biết rằng Đài Loan bây giờ trở thành một trong những cường quốc kinh tế của Á Châu. Đó là nhờ sự thông minh, tài lãnh đạo lỗi lạc, đầy nhân bản và thấm nhuần tư tưởng Khổng giáo của những vị cha già dân tộc Đài Loan như Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch, Tôn Vận Tuyền, vân vân. Singapore cũng như Đài Loan, nhờ sự thông minh sáng suốt của Tổng thống Lý Quang Diệu mà ngày nay Singapore cũng sánh vai được với các nước như Nhật Bản, Đại Hàn, là những nước văn minh tiên tiến của các nước Á Châu. Còn về thân phận của nước Việt Nam chúng ta như thế nào đây, thưa quý vị? Kể từ khi Hồ Chí Minh mang lý thuyết cộng sản vào đất nước Việt Nam của chúng ta cách đây hơn 3/4 thế kỷ, Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để hơn 3 triệu người Việt bị sát hại trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, để rồi ngày nay cộng sản Việt Nam bán đứng đất nước của chúng ta cho Tàu Cộng. Miền Nam Việt Nam hơn 42 năm trước đã từng được mang danh hiệu là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bây giờ trở thành hòn gì đây, thưa quý vị? Giờ đây, người dân miền Nam phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì tài sản của họ
đã bị Cộng sản Việt Nam cướp giật hết. Đó là vì do tội đồ của những bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, mang quân Cộng sản Bắc Việt về giày mà tổ và những hạng người này và con cháu của họ nay được hưởng gì, hay là bị Cộng sản Việt Nam vắt chanh bỏ vỏ. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Thượng Đế đã ban cho miền Nam Việt Nam của chúng ta một chí sĩ anh minh, một nhà lãnh đạo sáng suốt. Trong vòng 3 năm kể từ ngày chia đôi đất nước vào năm 1954, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất Cộng hòa đã biến miền Nam Việt Nam của chúng ta trở thành hòn ngọc viễn đông. Ấy thế mà bọn tướng tá phản bội do tướng Dương Văn Minh cầm đầu, năm 1963 đã sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm một cách dã man, lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa năm 1963 và dâng miền Nam cho bọn Cộng sản Việt Nam vào tháng 4 năm 1975, để rồi người dân miền Nam Việt Nam phải thống khổ như thế này. Từ lúc Hồ Chí Minh đứng ra cai trị miền Bắc Việt Nam cách đây hơn 70 năm, thì đất nước ta là rừng vàng bạc biển, mở ngoặc theo lời Hồ Chí Minh tuyên bố, đóng ngoặc. Nay thì nước ta như thế nào đây? Đó là rừng khô, biển chết. Quý vị thấy có tang thương và đau khổ không? Hậu quả đó là Việt Nam trở thành một trong những nước nghèo đói nhất thế giới. Bệnh ung thư được xếp vào hàng đầu thế giới. Vì người dân Việt ăn toàn những thức ăn độc hại nhập từ tàu cộng. Môi trường ô nhiễm từ Bắc chí Nam. Vì các nhà máy của tàu cộng xả phế thải vào đất nước ta như chỗ nhà hoang. Đó là chưa kể những đồ phế thải của 1,5 tỷ người tàu xả ra. Chúng ồ ạt cho đổ vào nước ta để dân ta chết trước. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt theo thống kê quốc tế chỉ còn khoảng 30.8, tức là khoảng 31 tuổi. Đầu óc tư tưởng của hầu hết người dân Việt đều bị nhiễm độc, nhồi sọ theo tư tưởng độc hại Hồ Chí Minh. Rừng thiêng sông núi của chúng ta thì Cộng sản Việt Nam phá hoại một cách bừa bãi. Chúng thi nhau đốn gỗ buôn lậu, không cần nghĩ đến tương lai của thế hệ mai sau. Làm lũ lụt mỗi năm mỗi tai hại, tàn phá mùa màng, nhà cửa, vân vân. Các thành phố thì thi nhau phát triển một cách bệnh hoạn. Các tòa nhà chọc trời nằm sát các khu phố tồi tàn, sình lầy nước động. Cống rãnh thì mọi người xem như là thùng rác công cộng. Ai ai cũng thi nhau nhồi nhét rác vào cống rãnh. Vì thế, mỗi lần có một trận mưa lũ là thành phố bị ngập lụt. Rồi nhà nước đổ tội là do triều cường. Ôi xót xa cho một dân tộc thiếu giáo dục, vô trách nhiệm từ trên xuống dưới vì bị Cộng sản cai trị và nhồi sọ. Một nước Việt Nam vào thời đại văn minh của thế kỷ thứ 21 như vậy đó, quý vị có thấy xấu hổ không? Như vậy thì tương lai của nước Việt của chúng ta sẽ đi về đâu, thưa quý vị? Vào thập niên 1955, Sài Gòn chúng ta dưới thời đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, làm cho Tổng thống Lý Quang Diệu ca ngợi và chỉ mong ước Singapore cũng phồn hoa như Sài Gòn thuở nào mà thôi.
Bây giờ ai trong chúng ta cũng đều thấy Singapore đã trở thành một trong những nước hàng đầu của Á Châu. Vậy bất cứ một công ty nào, dù nhỏ dù lớn, nếu bị phá sản, thì đó là do trách nhiệm của người quản trị. Huống hồ gì, đây là một quốc gia, thì Đảng Cộng sản Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quốc dân vì sự ngu xuẩn của mình. Chỉ biết lo bỏ túi, làm ăn bất chính, rồi thu hết tiền bạc gửi sang các nước Âu Mỹ, để sau này vinh thân phỉ gia. Do đó, chúng tôi xin hỏi các đảng viên Cộng sản Việt Nam và thân bằng quyến thuộc của họ có mở mắt ra chưa? Quý vị đảng viên Cộng sản Việt Nam có biết rằng ông Mikhail Gorbachev là cựu chủ tịch của Đảng Cộng sản Liên Xô có lần đã tự than thân trách phận rằng: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời của tôi cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay, tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Do đó, một ông đã từng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô mà tuyên bố như vậy. Quý vị đảng viên Cộng sản Việt Nam có cho rằng ông ta thuộc thành phần hủ hóa, phản động không? Tại sao các quý vị đảng viên Cộng sản Việt Nam không chịu theo gương của nhà lãnh đạo sáng suốt Mikhail Gorbachev là từ bỏ tà quyền Cộng sản, mà cứ nhắm mắt đưa chân để tôn thờ Đảng Cộng sản Việt Nam lụn bại của quý vị? Hay vì quý vị sợ mất hết quyền lợi đặc ân của quý vị khi Đảng Cộng sản Việt Nam không còn tồn tại trên đất Việt, phải không? Để duy trì chế độ Cộng sản dã man, quý vị không chỉ biết dối trá mà còn tìm cách bôi nhỏ, mạ lị kẻ khác một cách rất bỉ ổi, mà không hổ thẹn với lương tâm. Vì thật sự quý vị đâu còn có lương tâm của con người đâu, khi quý vị thờ đạo tam vô là vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc. Để che giấu những sự tồi bại của Đảng Cộng sản Việt Nam của quý vị, quý vị chỉ biết bôi nhỏ, mạ lị kẻ khác. Thí dụ, để che giấu những tội ác tày trời của cha già dân tộc của quý vị là Hồ Chí Minh, thì quý vị vu khống, mạ lị, bịa đặt đủ thứ chuyện xấu trên đời về nền đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà qua thời gian mọi tài liệu mật được khui ra, người ta mới nhận thức rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhà ái quốc, một vị anh minh của dân tộc Việt Nam như thế nào. Ngay cả Hồ Chí Minh, cha già dân tộc của quý vị, cũng phải công nhận ông Diệm là một nhà ái quốc theo kiểu ông ấy. Và tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng ca ngợi ông Ngô Đình Diệm là một người có tinh thần quốc gia rất mạnh. Không bao giờ ông ta để cho người Mỹ giành lấy quyền điều khiển chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Vậy tại sao những người đầu sỏ của quý vị như Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp tuyên bố một đảng, quý vị lại tuyên truyền xuyên tạc một nẻo? Ngay cả trong chương trình giáo dục cho thế hệ trẻ, quý vị chỉ biết bóp méo sự thật lịch sử. Nào là nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu,
đều là con bài phục vụ cho đế quốc Mỹ. Nào là ông Diệm bị nhân dân lật đổ, nào là đàn áp Phật giáo, vân vân và vân vân. Trong khi đó, chính miệng Trường Chinh, đầu sỏ của quý vị, tuyên bố rõ ràng là Cộng sản Việt Nam đánh thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ là đánh giặc cho khối Cộng sản Liên Xô và Tàu Cộng. Chính đảng Cộng sản Việt Nam làm nô lệ cho Tàu Cộng xâm lược nước Việt của chúng ta. Quý vị đảng viên Cộng sản còn chối cãi gì nữa đây? Quý vị chỉ biết bôi nhỏ, mạ lị nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Nào là chỉ biết buôn lậu, tranh giành quyền lực. Còn bên phía quý vị, các đầu sỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam thanh toán lẫn nhau, giết người không gớm tay, bóc lột mọi tầng lớp quần chúng để rồi gửi con cháu sang du học tại Mỹ và tẩu tán tài sản sang đế quốc Mỹ nhờ giữ dùm với tổng trị giá là 617 tỷ. Thì quý vị đảng viên Cộng sản Việt Nam nghĩ sao? Với hiện trạng tồi tệ của đất nước, quý vị có thể nào còn mặt mũi nào tuyên truyền là xã hội chủ nghĩa, là siêu Việt, là đỉnh cao của trí tuệ loài người như Hồ Chí Minh tuyên bố? Tất cả những điều quý vị tuyên truyền cho xã hội chủ nghĩa đều là xảo trá. Làm sao quý vị lừa gạt được quần chúng nữa đây? Quý vị đâu còn khả năng áp dụng chế độ ngu si hóa quần chúng như trước đây nữa đâu mà hy vọng nhồi sọ. Những thành phần tư bản, tiểu tư sản của miền Bắc vào những năm 1954 trong cuộc cải cách ruộng đất, khoảng 200.000 người bị Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt. Kế tiếp là, để đàn áp phong trào nhân văn giai phẩm, hơn 5.000 người thuộc thành phần trí thức, văn nghệ sĩ là những tinh hoa của dân tộc, phần thì bị giết trong tù khổ sai, phần thì bị học tập cải tạo trong hàng chục năm, thì miền Bắc Việt Nam đào đâu ra người tài để giúp nước. Trong dịp tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 của Cộng sản Bắc Việt, tướng Võ Nguyên Giáp tung vào chiến trường miền Nam trên 500.000 bộ đội để bị thiêu sống dưới bom đạn của Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Đến năm 1975, sau khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, chúng nhốt vào trong các trại cải tạo những quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những thành phần tinh hoa của đất nước. Và chúng đã giết chết hơn 65.000 người, theo nguồn tin của Hội Ân Xá Quốc tế, mở ngoặc Amnesty International, đóng ngoặc. Như vậy, đất nước chúng ta, sau khi thống nhất hai miền, lấy ra đâu người tài để kiến thiết đất nước? Với chính sách ngu dân, tàn bạo, tham nhũng, cướp bóc của dân như thế, nên mới đưa đất nước ta đến chỗ tàn tạ, điêu đứng như ngày hôm nay. Do đó, bây giờ xã hội Việt Nam chỉ còn toàn là những kẻ ngu đần lãnh đạo, thì đất nước làm sao có thể tiến lên được như các nước láng giềng của chúng ta ở Á Châu? Từ đó, dân gian mới có câu, người khôn đi tù, thằng ngu làm thầy. Những thành phần trí thức là thế hệ cha ông của quý vị, phần thì bị thanh trừng, phần thì bị đi cải tạo, thì làm sao đất nước còn có người tài đức để phục vụ đất nước
và làm cho đất nước được thăng tiến, giàu mạnh. Để kết luận, xã hội chủ nghĩa chỉ biết lường gạt, dối trá, bôi nhọ người khác với âm mưu đánh lạc hướng dư luận để che khuất những tội ác của chính mình, chỉ là làm sỉ nhục cho mình mà thôi. Do đó, chúng tôi đề nghị các đảng viên cộng sản đừng nên bóp méo sự thật một cách bỉ ổi, chỉ làm cho dư luận quần chúng khinh bỉ quý vị mà thôi. Và như vậy, chính quý vị làm phản tuyên truyền cho chế độ cộng sản của quý vị. Vậy, quý vị có hiểu không, để ngừng những vụ tuyên truyền xuyên tạc một cách bỉ ổi, chỉ làm quần chúng nhạo cười quý vị? Thôi, cứ tạm gọi cười nhạo là chuyện nhỏ, không đáng cho quý vị quan tâm. Nhưng vấn đề sức khỏe, sinh mạng của con cháu quý vị thì không phải là chuyện nhỏ đâu nhé. Quý vị cứ tự đặt câu hỏi là, ví dụ quý vị có một núi đô la Mỹ mà con cháu quý vị bị bệnh nan y không chữa được, hay chính bản thân của quý vị bị bệnh nan y, thì quý vị có ăn được hết núi tiền đó không? Hay có chữa được bệnh cho gia đình, cho con cháu của quý vị không? Vậy, quý vị cứ manh tâm cướp giật của dân để làm gì? Con cháu thì chỉ trên dưới 30 tuổi là chết rồi, theo thống kê của thế giới về trung bình tuổi thọ. Có nghĩa là vừa học xong đại học là cũng đã sắp chết rồi. Thế quý vị có biết đau không khi nhìn thấy vận mạng của con cháu quý vị như thế? Đó cũng là bài học làm người mà chúng tôi xin nhắn gửi đến các đảng viên cộng sản và các dư luận viên chỉ biết tuyên truyền xuyên tạc một cách trắng trợn mà không biết hổ thẹn với lương tâm. Qua sự trình bày ở trên, chúng tôi hy vọng rằng các quý vị đảng viên cộng sản Việt Nam mở mắt ra, biết đâu là chánh, đâu là tà, để từ bỏ tà quyền cộng sản mà trở về với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Để chứng tỏ sự cảnh tỉnh của quý vị đảng viên cộng sản và của các bạn bè thân bằng quyến thuộc, quý vị nên vận động mọi người tham gia trưng cầu dân ý do Thủ tướng Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương, để chúng ta có thể giải thể tà quyền cộng sản một cách mau chóng mà không cần phải đổ máu. Theo chính sách nhân đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là không làm khổ dân. Sau đó, tất cả mọi người dân Việt của chúng ta dẹp bỏ mọi quá khứ để cùng nhau hiệp lực chống tàu cộng xâm lược, hầu để tránh nạn diệt chủng, và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam tự do, hạnh phúc, giàu mạnh, để con cháu chúng ta có thể ngẩng mặt lên với tất cả mọi quốc gia văn minh khác trên thế giới. Sau đây, chúng tôi xin đọc bài viết của một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên này tên Lê Minh Đức, gửi ra từ Hà Hải Ninh. Gửi các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để nhìn lại chính mình. Nếu một người cứ đứng trên quan điểm phân biệt bạn thù của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi nói thật, hận thù đó không nguôi được. Vì sao ư? Vì quá nhục. Này nhé,
ta chiến đấu vì lý tưởng cộng sản. Coi Mỹ là kẻ thù sai cấp, kẻ thù của hòa bình thế giới. Ta thắng nó với lòng tin rằng chẳng bao lâu thằng tư bản sẽ quỳ gối trước mặt phe cộng sản để cầu xin ân huệ. Thế mà tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 máu lửa đó trong phút chốc bỗng biến thành trò cười rẻ tiền. Chủ nghĩa cộng sản sụp tan thành mây khói. Nay ta quay lại cầu xin nó, theo đuôi nó, xây dựng chủ nghĩa tư bản, năn nỉ nó công nhận ta là kinh tế thị trường. Bao thế hệ hy sinh chống Mỹ, để thấy những thế hệ sau chiến tranh lớn lên hướng về văn hóa Mỹ, cuồng Mỹ. Hóa ra, những gì ta làm trong quá khứ đều sai, đều ngu muội, đều vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng. Hỏi như thế có nhục không? Mà nhục như thế thì quên thế nào được? Nay ta lại trải thảm đỏ mời Mỹ quay lại. Cái mặt dày đều cán, ta biết giấu vào đâu. Đành phải lôi lại chuyện quá khứ rằng Mỹ giết dân ta. Thì sao? Nó không giết ta để ta giết nó hay sao? Trong cuộc chiến tranh do ta chủ trương, có thằng nào không phải là Việt Cộng trong mắt người Mỹ? Ta sống trong dân, ta giấu vũ khí trong vườn nhà dân. Dân và ta đều quần đùi đen, áo bà ba đen, tay cầm liềm cắt cỏ mà AK-47 giấu trong bờ ruộng. Ta đánh úp nó chết nhăn răng vì nó tưởng du kích ta là dân lành. Trong khi đó, chính ta giết đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn. Ta dùng cuốc đập đầu đồng bào ta vỡ sọ. Ta chôn sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt. Ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện đó. Ta tuyệt đối tìm cách quên rằng thằng đàn anh Trung Quốc đã giết đồng bào ta còn tệ hơn giết chó. Máu chảy thành sông ở biên giới phía Bắc. Và ta vẫn tiếp tục thờ lại nó. Vậy ta là ai? Ta là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ta là thứ cặn bã của dân tộc này. Ta là thứ mọi rợ đạo đức giả. Ta là loài khỉ đột đã xua đuổi được mọi nền văn minh để tiếp tục tự sướng với nhau trong bóng tối của thời Trung Cổ. Và còn nữa, hãy chờ xem, ta sẽ nghiến nát kẻ thù, mở ngoặc là nhân dân, đóng ngoặc. Như đàn anh Trung Quốc của chúng ta đã dùng xe tăng xay thịt nhân dân chúng nó thành thức ăn cho súc vật trên quảng trường Thiên An Môn. Ta là ai? Ta là quái thai thời đại. Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này. Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt.
không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt. Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình. Hãy truyền tải thông tin này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin, để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta. Ký tên Lê Minh Đức. Trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương trong và ngoài nước. Chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Minh Đức, cựu đảng viên Đảng Cộng sản. Ông đã là một nhân chứng sống về sự thật tàn ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ông đã nói lên tiếng nói của một người đã ý thức được đâu là chánh, đâu là tà. Chúng tôi cũng làm theo ý nguyện của ông là phổ biến rộng rãi lá thư này. Chúng tôi cũng kêu gọi ông hãy tiếp tay với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là vận động cho cuộc trưng cầu dân ý để sớm mang lại tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam và chống lại sự xâm lăng của Tàu Cộng. Với chính sách đầy nhân đạo và khoan hồng, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mở rộng tay để đón nhận tất cả các đảng viên Cộng sản đã lầm đường lạc hướng và muốn quay trở về với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Xin trân trọng kính chào. Quên thân mình, ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm. Xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui nó ấm. Xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Trân trọng kính mời Thủ tướng Đào Minh Quân và phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bước vào hội trường. Thủ tướng Chính phủ Quốc gia lâm thời Việt Nam và phái đoàn đến, xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên một tràng pháo tay
để đón chào Thủ tướng Đào Minh Quân và phái đoàn. Được. Bước. Mất. Hay. Mất. Hay. Mất. Hay. Mất. Hay. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ tổ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Kính mời Thủ tướng Đào Minh Quân bước lên đốt nhang trước bàn thờ Tổ quốc. Tất cả chú ý nghe. Prime Minister, please approach to the national altar to start the incense.
Mời bà. Mời bà Kim Lan, trưởng phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lên dẫn dắt lời cầu nguyện. We would like to invite Mrs. Kim Lan to come to the stage to lead the prayer. Kính thưa Thủ tướng Đào Minh Quân và quý đồng nghiệp. Kính thưa quý quan khách, được sự ưu ái giúp đỡ của Chánh phủ và nhân dân Hoa Kỳ, Chánh phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ba thế hệ Việt Nam thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1990 tại thành phố Garden Grove, quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hiện thân là Việt Nam Cộng hòa lưu vong. Cơ chế này là hữu thành, dựa vào đức tin, sự thật và lòng dân làm căn bản. Nhân dân đức tin, tình yêu và sự thật. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Thủ tướng Đào Minh Quân và toàn thể quan khách đứng lên để cùng diệt danh lời cầu nguyện sau phần ăn ngữ. We would like to invite our Prime Minister Đào Minh Quân and our guests, please stand up. We, the Provisional National Government of Vietnam, and our people always have received a great support from the U.S. government and American people. We would like to say thank you so much and really appreciate it. Our Prime Minister, Quang Minh Đào, was voted by the three groups of people that represent for three generations of the Vietnamese people from the Republic of Vietnam. We truly believe in God, and that means the Republic of Vietnam National Anthem. Tiếp theo đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, bắt đầu. Tất cả chú ý nghiêm, chào tay, chào. Cử quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Tay xuống. Tàu hiên ngay. Sau đây là phút mật niệm. Kính mời Thủ tướng và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh. To work with the Prime Minister. I am honored to be able to work with him. I have worked in Washington, D.C. with people like Joe Biden, who I think is a great vice president, Bill Clinton, and a number of other folks in Washington, D.C. I was formerly chief of staff to Senator Roberti. Thank you. And I can tell you that many of my friends have served in Vietnam, and so this is a great honor for me to be here today with all of you, certainly with the Prime Minister, who has done so much, not only for the Vietnamese here in America, but for the refugee camps and for all of the locations of which he's been so generous and so good. So what I'd like to do is change the program, if I could, a little bit, doing a little bit the American political way. And I'd like to bring up here somebody who I'm really honored is here today. He represents the city of Los Angeles. He is very close to me in many different ways, but he's up here to make a presentation to the Prime Minister, and that is my son, who's chief of staff to the Los Angeles City Council, Jim D'Antoni Jr. Good afternoon. My name is Jim D'Antoni Jr. Thank you for having me today. I'm here on behalf of the City of Los Angeles to honor and recognize the Honorable Prime Minister for the incredible efforts he has made for the Vietnamese community here in the United States and also abroad throughout the world. We also want to recognize the amazing work he has done in the business community to create jobs, to create economic investment here in this country. And so on behalf of the City of Los Angeles, we have created a resolution signed by the Mayor of the City of Los Angeles, Eric Garcetti, City Attorney Mike Feuer, City Controller Ron Galperin, and the leadership of the Los Angeles City Council, Councilman Herb Wesson, Councilman Mitch Englander, and Councilwoman Nuri Martinez, and to honor the Prime Minister and thank him for all of his efforts and how much it means to us in government who represent the people and throughout the world. Thank you so much, sir. Mời quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Thank you, Mr. Tim D'Antoni. Kính thưa quý vị, cái resolution nó quan trọng hơn và nó ghi rõ ràng những chiến công của cái người mà được nhận cái giải thưởng resolution này, nó quan trọng và nó lớn hơn và nó mạnh hơn một cái award. Thank you. I will take the liberty of making this presentation since the senator is late and I know he has a keynote address to give, and I think this would be, certainly I've done this before and I'm honored to do it now. This is in fact a resolution from the state of California, takes in the state of California State Assembly, the Senate, and certainly the governor, who I spoke to last week, wishes his best and was sorry he couldn't be here. However, we have a meeting with him soon, so that will be nice. However, this resolution is also from the state of California saluting the Prime Minister for all the great things
he's done for the Vietnamese Americans, for those who are abroad in refugee camps, and really for never losing heart and remembering the people and the history of what went on in Vietnam, what is going on in Vietnam. And because of that, I can honestly tell you I've known the Prime Minister some time now. He is one of the most honorable people I know. I am totally impressed by him. I will also say that the people from the White House send their best to you, the President and the Vice President. And again, this is a presentation from the state of California. I'm proud to give it to him. And I know Senator Roberti will be here shortly to address the whole group. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, I am Major General Lee Won Chan. I'd like everyone to please raise and give a round of applause to welcome Prime Minister Tao Minh Quang to the stage. One more time, a round of applause, welcome him. My audience guest, by request of the Vietnamese in Vietnam and around the world, they would love to hear the Prime Minister's own voice. So Prime Minister will address in Vietnamese and the interpretation will follow. But forgive me, I have to use my own language with my people around the world, especially in Vietnam. And the MC will translate back into English. Thank you. Thank you. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị quan khách, các tướng lãnh, các chiến sĩ, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và kính thưa quý vị đại biểu, thành viên, đồng nhiệm, thân mến. Tôi là Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trân trọng chào đón và cảm ơn tất cả quan khách, quý vị lãnh đạo các cấp, dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã dành thời giờ quý báu đến đây tham dự lễ hội ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh nhận được nghị quyết của tiểu bang California để vinh danh và công nhận quá trình đấu tranh của tôi và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong hơn 25 năm qua. Nhưng thành quả có được này là do sự kết hợp tâm huyết, trí tuệ, công sức và tấm lòng của bác biết bao chiến sĩ, anh thư, hào kiệt và đồng bào Việt Nam, cùng với sự dốc sức của bạn bè đồng minh năm châu bốn biển trong công cuộc giải thể chế độ cộng sản trên quê hương. Tôi long trọng trao lại danh dự có được này cho các bạn trẻ Việt Nam. Hãy tiếp nhận và cùng tôi khai thông dòng sinh mệnh của dân tộc. Nhất định chúng ta phải triệt hạ
chế độ cộng sản để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Kính thưa quý vị, năm 1975, sau khi đất nước bị cộng sản cưỡng chiếm, tôi cũng như những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hàng triệu đồng bào Việt Nam đã bị thảm sát, cầm tù, tra tấn, không còn chỗ nương thân ngay trên chính quê hương của mình. Hàng triệu người phải trốn chạy, đã bỏ thay trong rừng sâu, núi xa, bị hải tặc hãm hại, thân xác chôn vùi trong lòng đại dương, chịu bao nhiêu nỗi đớn đau, oan khiên, nghiệt ngã, không bao giờ quên được. Trong lúc chúng ta như đàn cừu giữa bầy lang sói, không còn nơi an toàn trú ẩn, thì các nước tự do, trong đó có Hoa Kỳ, đã dang rộng cánh tay nhân ái đón tiếp. Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ chẳng những đã cưu mang chúng ta, những người tị nạn cộng sản, với hai bàn tay trắng, mà còn hết lòng giúp đỡ, tạo cơ hội cho chúng tôi cùng con cháu được vươn lên, sống an toàn, xứng đáng với đầy đủ ý nghĩa của một con người có nhân phẩm, nhân quyền và tự do dân chủ. Với lòng biết ơn sâu xa đến chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, chúng ta đã cố gắng học hỏi, tạo lập tương lai, cống hiến hết sức mình để đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Hoa Kỳ ngày càng thêm trù phú, giàu mạnh hơn. Nhưng có sự hiện diện của quý vị quan khách Mỹ như ngài Jim Daytona, David Roberti, Leona Stark và Nuri Martinez, chúng tôi được hân hạnh tiếp đón tại đây hôm nay. Xin quý vị kính chuyển đến chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất của chúng tôi. Tháng 4 là một ngày luôn có trong tâm tưởng của những người Việt bị cộng sản cướp nước. Dù đã 41 năm trôi qua, nhưng sự mất mát và nỗi đớn đau trong lòng người Việt không hề suy giảm. Có một câu nói: thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng làm sao lành được khi hàng ngày vẫn còn thấy sự bức bách, tức tưởi, còn nghe tiếng khóc than của hàng triệu người dân vọng từ quê hương Việt Nam. Tổng thống John F. Kennedy đã từng nói: không nên hỏi đất nước mình có thể làm gì cho mình, nhưng hãy suy nghĩ chúng ta có làm được gì cho đất nước hay không. Tôi tha thiết mong ước tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, hãy tham gia cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Những bạn trẻ là tương lai, là thế hệ kế thừa để mang ngọn đuốc yêu thương, hy vọng, hòa bình và tự do cho quê hương. Chế độ cộng sản phi nhân, vô đạo đang tan rã trên khắp thế giới. Đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi. Chúng ta phải cùng nhau mang lại tình yêu thương và cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Với quyết tâm đồng lòng làm việc, có kế hoạch và sự lãnh đạo, chắc chắn chúng ta sẽ giải thể được tà quyền tay sai tạo cộng và triệt hạ hoàn toàn chế độ cộng sản tại Việt Nam. Yeah.
từ hoang tàn đổ nát của ngày 30 tháng 4 năm 1975, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hậu thân của Việt Nam Cộng Hòa đã được thành hình. Mấy ngày qua, cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu đã bắt đầu tung bay trên bầu cờ, trên bầu trời Việt Nam. Không có ai, không có gì ngăn cản được ngày toàn dân Việt Nam đứng lên từ Sài Gòn, Huế, Hà Nội cùng khắp năm châu bốn bể để lấy lại những gì đã mất. Nhất định tà quyền Cộng sản Việt Nam phải bị triệt hạ. Dân Việt Nam phải được đối xử bình đẳng. Dân Việt Nam phải được cơm no, áo ấm. Dân Việt Nam phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Dân Việt Nam phải được sánh vai cùng bạn bè năm châu khắp thế giới. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, xin ghi nhận tất cả công sức của mọi người, của các chiến hữu, đồng nhiệm đã tổ chức được ngày hội tốt đẹp hôm nay. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị luôn được sức khỏe, bằng an. Xin Thượng Đế, Trời Phật ban phước lành cho tất cả chúng ta. God bless you all. Thank you. Thank you. And now, MC Joseph Hill will translate into English for our guests. Thank you so much. I'll try my best. Good afternoon, ladies, gentlemen, and distinguished guests. I am Đào Minh Quân, Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam. I would like to thank and welcome each and every one of you for attending this special event today. I'm very grateful to receive the salutation from the state of California today that has acknowledged my efforts in the Provisional National Government of Vietnam and the rebellion in the last 25 years. The results that we have today consist of passion, intellect, and patriotism in addition to the support of the United Nations and other countries around the world. In my heart, I would like to share this honor with the youth of our Vietnamese community. I really hope that they will appreciate my offer and unite together in the elimination of the communist regime, taking back our ancestors' land and end our people's suffering. In 1975, Vietnam had fallen under the communist regime. The Vietnamese communists were brutal and cruel. They had no respect or compassion towards life and would murder civilians, imprison and torture soldiers. This brutality caused millions to flee and seek refuge in other countries. Some people hid in the jungles and mountains and have died there. Many sailed across the oceans in search for a new home, but only few would survive the journey, while the rest were attacked by pirates or die at sea. At first, we had no place to run to, but miraculously, many countries around the world opened their hands to take us in. The United States of America was one of those many countries. The U.S. has shown great support by creating jobs, giving our children access to education, and allowing the opportunity to grow equally as any free man would be in democracy.
We will always remember the kind heart of the American people and the U.S. government. In return, we will continue to work hard, study well, and devote all of our skills and talent to protect, support the United States of America. Towards more wealth and strength as our old country. I want to use this opportunity today to ask our special guest, Honor Jim D'Antona, Alex Padilla, Honorable David Roberti, Mr. Leonard Stack, and Nuri Martinez to accept our gratitude for the American people and let them know our deep appreciation for what they have done for us. April 30th is an unforgettable day. This day, South Vietnam was robbed. Even after 40 years, we, the people, still feel the pain and hardship as if we were yesterday. People say that time heals all. But for our case, we have not healed because the communist regime still tortures, kills, mistreats the people of Vietnam. Even now, the Vietnamese people still cry out, asking for help. And with every passing day, their voices get louder and louder. April 30th is a very important and history for the people of Vietnam, as today we commemorate the 41 years in the time of our people lost their beloved country to the communist Vietnam. It has been long 41 years, but the pain, the anguish has not subsided. When our people are still suffering in Vietnam until today, how can we have peace when we hear the voices of those still crying without justice? President John F. Kennedy once said, "Ask not of what your country can do for you, but what you can do for your country." I'm asking each and every one of you, especially the young generation, to join me in the peaceful struggle of taking back our beloved country. The young people of today are our future. You are the next generation to carry the torch that brings hope, peace, and freedom to Vietnam. The Vietnam communists are completely corrupted. So only when we stand together, we will be able to democratize Vietnam. We will bring happiness, true freedom back to our beloved people. From these ruins collapsed the day April 30th, 1975. The new Vietnamese democracy and the Provisional National Government of Vietnam, reincarnation of the Republic of Vietnam, was formed. Today, April 30th, 2016, three red stripes, golden national flag began flying in the sky of Vietnam country. Freedom will come back to us. This is the time to change history. And finally, I would like to thank you personally to those who have worked and organized this beautiful event today. It takes tremendous effort and time. Thank you so much, and I wish you all have a wonderful day and informative day. And thanks to all our distinguished guests, the U.S. delegation. God bless you all. Xin trân trọng mời Trung tướng bác sĩ Quách Thế Hùng thay mặt Hội đồng Nội các Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời kính dâng kim khánh danh dự lên Thủ tướng Đào Minh Quân. We would like to welcome Lieutenant General Quách Thế Hùng on stage on behalf of the PNGVN administration. He will present the honorable gold plaque
to the Prime Minister Đào Minh Quân. It was a big honor and happiness that the government has allowed me to represent, to present to our beloved, respectable, our hero, Prime Minister Đào Minh Quân. This is just an appearance of, we'll speak out what we think in our heart. Xin kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Dành tiếng nói người dân, dành tất đất nhà nông, nơi nơi đã vang rền lời gọi non sông. Hỡi những người con của mẹ Việt ơi, sau cơn mưa rồi ngày lại sang tươi ánh mặt trời, hẹn cùng bình minh xua bóng đêm đòi Sài Gòn xưa cho phố quen dồn những bước chân về tự do công lý. Lớp lớp người đi có bà mẹ quê nương theo chân cầu, gạt nước mắt run vẫy tay chào mẹ, chào đàn con nơi xứ xa, mẹ chào đàn con trên đất cha, đoàn kết đấu tranh đòi nước non sơn hà, đòi lá phiêu tự do, đòi phố cũ đường xưa, khắp quê hương cháy bùng lửa tiếng tranh đấu. Dành tiếng nói người dân, dành tất đất nhà nông, nơi nơi đã vang rền lời gọi non sông. Hãy nói cùng nhau về một niềm tin, quê hương thanh bình toàn dân sông nó ấm yên lành, hàng triệu bàn tay vun đất cha dập trời tự do muôn sắc hoa, ngàn tiếng hát câu hò rộn ràng trong gió. Muốn nước Việt Nam dân chủ tự do, muốn có nhân quyền và bác ai trên khắp cõi bờ, đồng một nhịp tim em với anh hợp cùng toàn dân ta đấu tranh, từ dốc núi gập ghềnh đến nơi thi thành. Đòi lá phiêu tự do, đòi phố cũ đường xưa, khắp quê hương cháy bùng lửa tiếng tranh đấu. Dành tiếng nói người dân, dành tất đất nhà nông, hãy chuẩn bị vào vàng cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại.
trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do. Canh Tí 2020. Giờ một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Chúng cầu dân ý bầu đào minh quân, chúng cầu dân ý bầu đào minh quân, chúng cầu dân ý bầu đào minh quân, chúng cầu dân ý bầu đào minh.